Rồi. Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một bạn làm lĩnh vực nó rất là kỳ lạ. Nó có tên là chữ khoen, các bạn thấy chữ khoen, khoen. Em giới thiệu cho mọi người em tên gì và tại sao em đặt cái tên ngộ vậy? Em chào mọi người và thầy Duy. Em tên là Đỗ Thanh Trúc và hiện tại là kinh doanh về mảng phụ kiện chi sức khoen store. Khoen store. Dạ. Nghĩ là sao? Khoen là sao? Hồi lúc mà em đặt cái tên này là em lúc đó là đang cái trend là đặt cái tên là một chữ thôi. Thì em nghĩ là em bán những cái mẫu mà em mang là nó có một cái vòng tròn. Nên em đặt là cái từ khoen, tức là cái tròn tròn để dành cho tròn các hàng tròn. Khoen là cái tròn tròn à? Dạ, nhưng mà cái tên là cũng độc nhất vô nhị. Cái khoen của em sao nó bự nó to vậy? Nó có ý nghĩa gì em nói cho mọi người biết. Đây cũng là cái sản phẩm mà bên em đang bán, thì những cái dòng sản phẩm như thế này là em cũng là đối tượng khách hàng của em luôn là ba dòng khách hàng khác nhau. Đối tượng khách hàng của em là ai? Dạ, cái mẫu đầu tiên là mọi người thấy nó rất là to. Và mình nếu mà người thường là mình bình thường mình mang thì sẽ thấy rất là to, thì cái dòng này là chỉ dành cho những người diễn viên hoặc là những người trong giới showbiz á, thì họ mang tính biểu diễn. Cái dòng khách hàng thứ hai là những khách hàng mà họ đi tiệc. Nó mang tính vừa phải thôi. Đó, vừa phải thì các khách hàng thường vẫn mang được. Và dòng thứ ba là giới văn phòng và sinh viên. Là cái này là đeo cả ngày đó đúng không? Dạ, đeo cả ngày, nó nhỏ. Mua tặng thôi. Cho người yêu là mua này đúng không? Dạ đúng. Mua tặng vợ được không? Dạ được thầy. Mua quá ok luôn. Quá ok luôn. Em hiện tại cái trụ sở văn phòng em nó nằm ở đâu? Dạ ở 341/32 số Viết Nghĩa Tỉnh, phường 24 quận Bình Thạnh. Có trang web rồi không em? Dạ có. Trang web của bên em là khoenstore.com. Khoenstore.com, dạ. Facebook, Zalo, đồ YouTube. Dạ, tất cả đều mang tên là khoenstore hết. Mọi người có thể search trên Facebook, Zalo, Instagram và YouTube luôn. Có số điện thoại hotline để mọi người liên hệ. Dạ. Số hotline của bên em là 0939 452 và 841. Em kể cho mọi người biết là em đang kinh doanh cho tới giờ là bao lâu rồi? Dạ, em kinh doanh hành trình của em là tới nay là được 5 năm rồi. 5 năm rồi các bạn thấy không? Dạ. Lúc xưa em làm gì? Dạ là văn phòng, là em làm bên xuất nhập khẩu. Văn phòng. Tại sao mình không tiếp tục cái hành trình làm văn phòng mà lại chuyển sang làm business? Nó là một cái cơ duyên đó thầy. Khi đó là em cũng vừa làm, em cũng vừa bán luôn. Em bán cái sản phẩm này nhưng mà giống như là em làm chỉ thêm. Bán phụ thôi. Làm thêm. Dạ. Em đam mê về cái những cái sản phẩm, những cái phụ kiện trang sức làm đẹp cho phụ nữ. Em chỉ bán phụ thôi và chưa có từng nghĩ là mình nghỉ việc hoàn toàn để bước ra để kinh doanh hoàn toàn về cái mảng này. Khi mà em có em bé thì không có ai trông cho em bé cho em, thì em không có thể nào tiếp tục cái công việc văn phòng của em nữa. Em phải nghỉ. Lúc đó em cũng lo lắng và nhức đầu lắm, là không biết là mình là mẹ bỉm sữa rồi, không biết mình sẽ kinh doanh cái gì để mình tiếp tục, mình vừa có tiền mà có thể trông con. Thì lúc đó là em nghĩ là chỉ có một con đường là kinh doanh thôi. Và mình tiếp tục là phát triển cái mảng kinh doanh hồi trước giờ mình có là cái mảng phụ kiện trang sức. Từ 5 năm qua thì cái việc em nó phát triển như thế nào? Dạ, em cũng không ngờ là cái con đường em đi nó được đến ngày hôm nay. Và cũng nhờ là gặp thầy Thái Di hồi từ đầu năm là cái việc kinh doanh của mình nó phát triển hơn rất là nhiều. Mình biết sale và marketing là như thế nào, mình biết đào tạo nhân viên như thế nào, và mình biết tìm hiểu về cái nguồn hàng rồi nguồn lực. Những cái đó nó sẽ giúp chánh. Cho dạ, nó rất là quan trọng luôn, cái tài chính cũng rất là quan trọng. Cái mục tiêu của em 3 năm nữa, 5 năm nữa? Mục tiêu của em 3 năm năm nữa là có 10 cửa hàng. Wow, bữa nay mấy cái rồi? Dạ, hiện tại là đang có một cái cửa hàng chính. Đây. Em đã quy trình hóa được nó chưa, để nhân nó ra chưa? Dạ có, sẵn sàng trong năm cuối năm 2020 này em sẽ có một chi nhánh mới. Chúc mừng em, tuyệt vời. Vậy thì cái câu chuyện kinh doanh của em á, bây giờ nó có cái gì là ấn tượng nhất, cái gì mà nó làm cho em nhớ đời nhất cho tới thời điểm này? Dạ có, cái thời điểm mà nhớ đời nhất là lúc mà em cũng là gặp thầy luôn. Là đầu năm 2019. Là cái nói chung là một cái té đau nhất của mình. Đó là mình đã nuôi nấng cái trang mà Facebook á, mình bị phụ thuộc vào nó rất là nhiều. Tức là mình bán hồi trước giờ mình bán chỉ là một kênh thôi, tức là mình phụ thuộc vào kênh Facebook. Đến tháng 2 năm 2019 thì cái kênh Facebook nó bị
xóa bỏ đi, xóa bỏ đi và mình mất hoàn toàn, gọi là đai chết cái trang đó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cái thời điểm đó rất nhiều cái trang lớn nó đai. Nhưng mà tại sao mình lại đau? Tại vì là lúc đó là mình thật sự là mình không biết quy trình để lưu giữ giữ lại cái dữ liệu của khách hàng á. Mình hồi đó giờ mình chỉ là làm Excel tay thôi. Thì khi đó là em mất cái trang đó là coi như là em mất hết tất cả khách hàng luôn. Gần như là mình phải bắt đầu lại từ đầu. Dạ, em bắt đầu lại cùng với thầy Nguyễn Thế Duy là từ con số 0 tới đầu năm 2020. Bây giờ là bắt đầu là em có đa kênh rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mình không phụ thuộc vào một kênh mà mình quý ra tay khách hàng hơn, mình chăm sóc hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà khách hàng họ muốn liên hệ với em đúng không? Về cái bí quyết kinh doanh, cái cách chia sẻ hoặc là họ muốn mở cửa hàng hoặc họ lấy hàng sỉ của em thì em cứ cung cấp cho họ. Dạ có, lúc này em cũng sẵn sàng chia sẻ cái nguồn hàng của em đang có để cho tạo cái bước đệm cho những bạn mà muốn kinh doanh cùng với em. Ok, các bạn mà cứ ấy thì các bạn cứ mạnh dạn bạn liên hệ với bạn Trúc. Cái một cái câu chuyện với khách hàng mà em nhớ nhất đó là cái câu chuyện gì? Cái đó là một cái một mục tiêu mới mà khi mà em đi là em có một mục tiêu khách hàng mới luôn. Đó là bước vào giới showbiz. em vô tình là bán cho dòng khách hàng là stylist đó này. Stylist thời trang là những cái bạn đó sẽ làm cho những cái người diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Và vô tình là mình bán cho dòng khách hàng đó là cái mẫu hàng hóa của mình nó được bước vào giới showbiz và nhiều khách hàng mua là giới nghệ sĩ luôn. Hay quá ha. Vậy thì em có cái chia sẻ gì cho những cái bạn mà đang xem video này họ muốn ra kinh doanh á, hoặc là đặc biệt là những bạn nữ giống như em mà họ muốn ra kinh doanh á mà họ còn rụt rè nhút nhát hoặc là họ chưa vượt qua được nỗi sợ đó, thì em có cái chia sẻ gì? Dạ, thật ra là mình phụ nữ của mình á là mình phải nên vượt lên chính mình và bước qua cái khỏi ngưỡng an toàn á nha các bạn. Tức là mình phải tạo cho mình một cơ hội để mình nắm bắt, mình hãy thử cái việc đó, mình đừng có sợ quá. Tại vì khi mình sợ mình sẽ kìm hãm được bản thân mình và cái cuộc đời của mình nó không có bước qua một cái trang mới. Vì vậy là mình nên tạo cho mình một cơ hội và thách thức cái bản thân của mình vượt qua cái vùng an toàn. Giống như chính mình làm từ một mẹ bỉm sữa và mình đã kinh doanh cái mảng này được 5 năm nay và sẽ phát triển hơn nữa và cái tự do tài chính của mình sẽ được hơn và bản thân của mình sẽ là một người phụ nữ tự tin về tài chính và cái vẻ đẹp của mình bên ngoài cũng tự tin hơn. Em có nghĩ một ngày nào đó em viết sách không? Dạ có. Dự định khi nào? Em sẽ viết sách vào đến năm 2022. Là mình sẽ viết một cái quyển về bí quyết làm đẹp cho phụ nữ và họ sẽ giúp họ tự tin hơn. Ok, tuyệt vời. Các bạn thông qua video này các bạn quen với bạn Trúc rồi các bạn biết được cái thương hiệu của bạn là tên là Khoen thì các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn bạn Trúc khi các bạn liên hệ lên website qua Facebook hoặc là Zalo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đoạn video này. Sẽ gặp các bạn vào những chương trình sau. Bye bye các bạn. Dạ, chào các bạn.